Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, ngày hôm qua thì mình có phát trực tiếp về việc mà mình đi hái đậu bắp rồi á. Thì đậu bắp thì mỗi ngày mình sẽ hái một lần, nhưng mà bởi vì ngày mai là phiên chợ của thứ tư đó, cho nên là mình hái hai lần. Đó có nghĩa là thứ hai mình hái rồi thứ ba mình lại hái. Thì hôm nay thì mình sẽ hái quần lại một đợt nữa, là tại vì mình có chừa lại mấy trái mà ngắn ngắn. Mà đậu bắp đó thì nó rất là nhanh lớn luôn, cho nên là mời mọi người theo chân mình nha. Rồi đây là nguyên một cái luống, không một một cái khu mà nhà mình trồng nè mọi người. Bữa nay thì nó lớn lên vậy nè, tuy rằng là nó còn nhỏ nè, nhưng mà nó đã cho trái mấy đợt rồi đó. Bên đây là loại đậu bắp màu tím thì chỉ được có ba bốn cây thôi, còn lại là đậu bắp màu xanh, đậu bắp xanh đó cả nhà. Mà trước khi mình hái thì mình sẽ đi đóng chuồng gà trước nha. Mấy con gà hôm trước nhà mình mua là mấy con gà ta mình đó, dạng gà ta mình với lại gà sao á mọi người. Nhưng mà không biết là bị cái con gì nó ăn. Không biết là bị cái con gì nó ăn mà nó đã ăn hết mấy con rồi cả nhà. Nó bây giờ thì chỉ còn bữa hổm là khoảng mười mấy con á. Mười mấy con gà ta với khoảng năm sáu con gà sao. Đó mà bữa nay nó còn có năm con gà ta với lại ba con gà sao. Hỏi trong đó đi đừng ra. Còn có hai gà sao chứ. Này bữa nay nó bự gì nè, hỏi trong đó đi. Đừng ra nữa, nó công tối. Nó công chuyển vô nữa. Nó muốn gà nè, tại vì nó biết giờ này mình đi hái đậu bắp nè cả nhà. Đó, mỗi lần nó biết mình đi hái bắp là nó muốn gà dữ lắm nè. Hai ba bốn năm con gà ta, còn lại năm con gà ta với hai con gà sao. Đóng lại nha. Rồi là củ cải đỏ nè, cái này là nó già nó cũng ấy nè, nó già nó cũng tới tới lứa mình. Thì ngày mai thì sáng sớm ngày mai thứ tư là phiên chợ, thì hai chồng mình sẽ thức sớm khoảng 4-5 giờ gì đó là bắt làm thu hoạch nó để mà đem đi bán. Tại vì nếu mà mình thu hoạch sớm chẳng hạn như trước mấy ngày đâu có được cả nhà. Dạ như vậy nè, cũng này bự nè nha. Đó, ngày mai thì sẽ thu hoạch nó. Bự nè, ngoài này đất nó tốt, có vẻ nó tốt. Đây nè cả nhà, nè, nó đâu có được bự đâu, cao đâu cả nhà, nhưng mà trái này nè, trái theo đuôi đuôi luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hái nha. Bởi vì cái lông của đậu bắp á, nó ngứa dữ lắm, mình bị dị ứng nữa, với cái lông của nó, mỗi lần mình đụng tới nó là mình bị nổi mề đay, thì mình phải mang ủng với lại mặc áo tay dài, đó. Mình đi hái nha. Bắt đầu cái dạng này trước. Đây. Thì khi mình hái cả nhà, thì mình sẽ luôn cái phần này ha, với lại cái phần lá của nó đó. Trái này thì để thứ bảy đi, mình đi vô đi, vô đây đi. Này cái trái này còn nhỏ nè, để lứa thứ bảy đó. Mình sẽ hái cái này nha. Đây. Này cả nhà, cái này vô chắc bị ngứa đã luôn. Bây giờ thì mình để cái camera đây nha, chứ mình vừa cầm mình vừa hái thì nó sẽ hơi lâu. Mình đã thu hoạch xong rồi nè. Thì ngày hôm qua là mình được đầy cái thau này luôn nha, nhưng bữa nay thì được một ít nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi. Rồi dự báo thời tiết là tối nay là có thể sẽ mưa, cho nên là dâu bữa nay cũng chín rồi nè cả nhà. Đó, dâu bữa nay cũng chín nhiều rồi. Mình sợ nó sẽ bị cái gì ta? Bị thối á. Sau khi mưa thì bây giờ mình sẽ đi hái mấy cái dâu này luôn, nha, mấy cái này nhỏ nè. Cái nhỏ này thì mình sáng hái nha. Mất công lột này kia. Đây mấy trái dừa này nè đó. Trời, em mua cái bé như cũng mưng, sắp chỉ mưa. Nó ăn ngán rồi đó cả nhà. Nó ngán luôn á, tại vì ngày nào nó cũng ăn hết trơn à. Đợt này thì nhà mình không có bán được. Tại trái nó chưa được đẹp á. Thì ngày mai mình có thể mình sẽ đó, cái gì dừa nè, đó. Đã chưa? Tại vì trái này cũng được. Đó. Đây. Trái này nè. Chín mọng. Cái này bị sâu ăn kìa. Ủa, nó ăn cũng hết luôn nè. Chịu nổi không? Đây, trái này đứng chín đẹp luôn. Đó. Cái này thì chín quá chừng chín luôn.
Coi này cả nhà, chùm 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 gì nè. Đó. Lúc mới thì mình thấy nêm nêm ham, giờ bây giờ kiểu như nó quen rồi cả nhà. Hết ham rồi. Kiếm trong cái bụi này. Chùm chùm nè cả nhà. Ok, đó, chùm chùm nè. Thấy chưa? Hái. Chín nè. Coi nè, trái này cũng được chứ. Không nói tệ. Bự bự chứ. Chiều nay thì hai cho con David đi tiếp bạn. Đi tiếp lợp cái mái nhà đó. Bông bông cũng được gần đầy vỏ đấy nha. Thấy chưa? Hôm bữa con rùa cả nhà. Con rùa nó leo từ dưới suối lên á. Nó lên đây nó ăn nè. Lên đây luôn đi kìa. Cái ông chồng mình ông ra ông bắt gặp được. Giống như là kẻ ăn trộm. Cái ông nói là thấy cái miệng nó đỏ chét. Mà thấy cái dấu của trái dâu nó bị khuyết á. Là biết ảnh này chỉ ăn rồi. Đây. Mình xong rồi. Cuối nhấc lưng đi. Nè, trái này nó bị ăn rồi nè, thấy không? Nó ăn hết trơn mình. Nè, ôi ôi, thấy đã chưa? Đó, bự đó. Thấy cho mình sót nè. Cả nhà thông cảm nha, mình vừa cầm mình vừa quay đó. Nhiều khi cái máy nó cứ giật giật. Mình quay không trúng nữa. Rồi, vậy là mình được nhiêu đây nè, nguyên vỏ nằm chịch. Này chắc khoảng ký. Không biết nhiêu nữa. Bây giờ mình đi lên trên kia mình hái gì quá, bên kia. Bên đó đó. 45 cây gì, 45 50 cây gì đó. Thì nhà mình dự định là sẽ trồng khoảng thêm mấy trăm cây nha cả nhà. Thì nhà mình dự định là trồng diệp quất thêm mấy trăm cây, trồng ở dưới kia, phía dưới kia, tuốt dưới kia, gần gần cái phía bên kia. Thì tại vì mình trồng diệp quất á thì mình dễ nghĩa là mình không cần phải trồng tới trồng lui á, mỗi năm nó sống lại đó. Dưa hấu người ta thu hoạch rồi mà giờ ở đây nó mới lên. Đó, thấy không? Không biết có kịp có trái ăn không nữa. Cũng tốt chứ. Rồi mình đi hái diệp quất nha. Không biết được nhiêu nữa. Móc móc được. Bên đây thì có. Chính bên đây đi. Ủa này nó cũng hết rồi cả nhà, bà hôm hái cũng hết rồi. Từ từ cũng hết rồi cả nhà đi. Chưa chín. Đó. Giống như hôm bữa, hôm qua nó mưa đó cả nhà. Đi cũng ít. Đây không có trái nào đâu. Đây có chị trái nè. À, lý do là nắng quá cả nhà. Nắng quá, ngày hôm qua kia nó, còn này cái lá nó sắp sửa vàng nè. Nè cả nhà. Đó do nắng quá nên là nó không trái nó bị héo á. Rồi nó không có chín nổi luôn. Chèn ơi, nó sắp sống như sắp sửa chết. Mình không có cái nào. Không có cái nào luôn. Có mấy trái nè. Con nè. Ôi ơi. Nắng quá, nắng. Khỏi hái, có gì đâu hả? Rồi không có gì đó hái cả nhà. Được mấy trái nè. Thiệt, đây mình hái bắp nè cả nhà. Bắp thì bữa nay cũng mà được mấy trái. Cũng đỡ có trái bị sâu, có cái không. Đó. Được mấy cây còi cọc tại vì cái khu này đất nó mình tốt cả nhà. Dưa leo nè. Đó có trái. Thì mình hái cái này để ngày mai luộc đem đi chợ ăn nha. Cái trái này là nó bị hư nè. Bỏ đi. Rồi mình kiếm nha. Đây nè. Mình thấy cái gâu mà nó gì nè. Đó, nó có gì nó cũng được. Cái trái này nó còi cọc dưới ta. Đây là trái. Mai mình luộc mình đem đi chợ ăn. Có mất công phải mua đâu. Có phải tốn tiền mua đồ ăn thôi nha. Tặng sáng. Đó. Được 3 trái. Mình đặt ra nha. Còn không? Coi nè, nó thư thớt không? Thật ra mình nếu mình vững thì mình sẽ vững một cây đi. Nhưng mình không có thời gian thì mình vững đại đi. Vững cây sau đây là cái trái này chắc ngon nè. Ồ, cái này ngon nè. Ngồi trái này bị sâu. Trái này bị sâu nè. Ngon nè. Này á. Ba cái bông ba bông bóc này nè cả nhà. Ngứa lắm nha. Rất là ngứa. Rồi, như đây đủ rồi. Hai vợ chồng đứa con. Từ năm trái. Hái luôn ta. Hái thằng trái đi. Hái thằng trái là đủ. Mỗi đứa hai trái. Ta biết thì ăn cũng được nhiều. Hái cái này đi.
lột thử cái trái nãy mình nói nó ngon ngon nha. Không phải cái này. Lột thử. Mà lột hết thì bỏ vỏ rồi. Mà mình đem đi luộc. Đi hết cũng được. Đây, trái này thì không được mấy mấy nãy tươi. Rồi, cái này nãy mình nói nó ngon. Không có sâu. Cái bữa trước thấy thì nó có sâu nhiều. Đây, đỏ à. Cái này ngon. Là biến mấy bắp để nấu nấu nước chứ bắp ăn, ăn cũng khủng cũng ngon chứ. Thơm. Cái này cũng ngon chứ, tiêu nè. Chè này, cái này thương. Nhiêu này đủ buổi sáng rồi nha. Mà bắp nếp nó ngon kìa ha cả nhà ha. Chứ bắp này nó ăn nó ngọt thiệt nhưng mà mình thích ăn bắp nếp không? Bắp nếp thì mình có thể đem đi nấu chè này kia, chứ bắp này nấu nước công thành quả của mình nè cả nhà. Gồm có dâu nè, bắp này với là bắp của chiều hôm nay với một mấy cái dịp quốc nha. Thì sáng ngày mai thì mình sẽ hái gì ta, hái củ cải đường á, củ dền với lại củ cải đỏ cả nhà, với lại bí ngồi với lại cà chua bi á đó. Thì ngày mai mình sáng sớm ngày mai sẽ đi hái, chứ chiều nay mình không hái được. Thứ nhất là tủ lạnh nhà mình nó không có bự đủ, với lại mình hái ngày mai đó mình đem đi chợ bán liền thì nó ngọt nó tươi hơn. Mặc dù mình thức dậy trễ một chút, mà dậy sớm một chút xíu thì mình sẽ dễ bán hơn đó. Bây giờ mình ăn thử cho dâu nha. Dâu nhà mình thì cái loại này nó ngọt hơn cái loại kia nha. Ăn cái bự nhất đi. Mấy cái nhỏ để dành làm. Đây, cái này ngon nha. Mấy cái nhỏ để dành làm xay sinh tố uống với xay chung với chuối cả nha. Uống buổi sáng. Nhà mình là sinh tố là uống đều đặn sáng trưa chiều tối, bữa ăn nào cũng uống hết trơn. Hơi chua chua. Nếu mà mình ăn cái ngọt nó chua chua. Ăn thử cái này nha. Hơi chua chua. Cái này ngọt nè. Ngọt. Ngọt. Rồi, mình sẽ trở lại vào sáng ngày mai nha. Người tôi đó là cái hiên của cái tầng 1 mình sắp sửa xong rồi nha cả mọi người. Đó, ảnh vừa mới lót dán lên đó. Được gần một nửa rồi nè. Nhưng mà lót dán lên đó cả nhà, cái xong cái trong ở trong phòng khách này nè. Nó bị che khuất mất mất cái giường, nhìn nó có phân nửa thôi. Thì cái loại dán này nè cả nhà là để dành cho ở ngoài mưa đó. Thì có hai cái sự lựa chọn, đó là thứ nhất là mình mua cái dạng gỗ á. Dán bằng gỗ đó thì mình phải mất công nhiều, với lại nó bảo hành, có nghĩa là cái thời gian của nó ngắn nè, ngắn hơn á, nó dễ mục nữa. Nhưng mà cái loại này là loại dán gì đó mình không có dành, nhưng mà nó đã sơn hay là nó chuẩn bị sẵn rồi, nghĩa là nó chống được cả nước cả nhà. Nên là cái thời hạn của nó lâu hơn. Tại vì ở ngoài thì nó sẽ dễ mưa này kia đó, nắng đó. Mình cho mọi người, bữa nay đã biết bị bệnh rồi, cho nên là mình không có quay vào buổi sáng hôm nay được. Tối nay thì ông chồng mình ổng hái thêm ba cái cà chua bi với lại là củ cải đường với lại củ cải đỏ đó. Mình biết bị bệnh rồi.